Xin chào bạn, trên tay mình hiện tại là một chiếc máy tính bảng giá rẻ của Xiaomi nhá, có tên là Redmi Pad. Máy này thì giá chỉ hơn 4 triệu thôi nhưng rất là ngon các bạn nhá. Nó sở hữu chip Helio G96, chip G là chip gaming mà. Đó, màn hình của nó là gần 11 inch nhá, 10,6 inch, tần số quét là 90 Hz, RAM là 4GB bộ trong 128. 4GB là quá đủ rồi, hoặc là các bạn có thể lựa chọn phần RAM là 6GB nhưng mà mức giá RAM 6GB cũng chỉ chưa đến 5 triệu đâu các bạn ạ. Bây giờ các bạn vào đây mình cho xem nhá. Đây các bạn nhá, Redmi Pad. Đây là một chiếc máy nguyên siêu nhá. Thì cái này có 3 màu, đó là màu đen, màu trắng và cả màu xanh. Thì hôm nay mình sẽ bóc cái màu xanh nhá, cho nó lạ lạ. Đó, như siêu này này, mình sẽ đặt siêu nhá. Đó, thì nhiều bạn hỏi mình là sau khi đặt siêu này thì chiếc máy này sẽ bán như nào. Đó, thì chiếc máy này mình sẽ bán rẻ hơn chiếc máy nguyên siêu là 500 nhá. Chỉ có mỗi đặt siêu và kích hoạt nhưng mà mình sẽ không nối mạng. Thế nên là nó sẽ còn nguyên bảo hành 18 tháng nhá. Nếu các bạn nối mạng thì nó mới kích hoạt đoạn bảo hành nhá. Đó, bây giờ mình sẽ mở nó xem nào. Cái chiếc máy này nó sẽ đóng hộp, nó khác chiếc Xiaomi Pad 6 đợt mình vừa bóc hộp. Đó là cái túi đựng sẽ là vải không dệt, còn đây là túi động sẽ là túi ni lông bình thường giống như chiếc điện thoại thôi nha, giống như chiếc Xiaomi Pad 5 ấy. Đó, bây giờ trong này thì nó sẽ có một bộ sạc thôi. Đây là bộ sạc, này là bộ sạc 18W thôi các bạn ạ. Đó, đây là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành thôi. Dưới có cái chọc thẻ nhớ để chúng ta lắp thẻ nhớ chứ không phải chọc sim nữa nha. Máy này chúng ta sẽ không lắp được sim. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái túi ra nha. Đó, túi này y như cái túi đựng điện thoại Redmi ấy, y xì luôn, là dạng túi ni lông mềm. Đây các bạn nhìn ra, đây là màu xanh nhá. Cái màu xanh này nó không giống như Xiaomi Pad 5, mà màu xanh này nó sẽ nhạt hơn, mà dạng vỏ nhựa thôi, nhưng mà nó làm rất là đẹp. Sơn của nó trông như tương tự như một chiếc vỏ nhôm ấy, nhưng thế này nhựa mình thích cái cụm camera 8 megapixel này. Nó thiết kế giống như kiểu là chiếc Xiaomi 12 hay là Mi Pad 5, nhưng mà chỉ là một cam thôi nhá, 8 megapixel. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có 4 loa luôn. Nó sẽ có 4 loa như những chiếc máy mang tính bảng cao cấp này. Đó, chân sạc Type-C nhá. 4 loa luôn. Công nghệ âm thanh Dolby Atmos nha. Đó, rất là xịn luôn, cảm giác rất là cao cấp. Bạn nhìn này, cái màn hình của nó, cái viền rất là mỏng. Cái viền 10,6 inch, 10,6 mấy inch ấy, rất là mỏng, viền rất là mỏng luôn. Nên nhìn rất là cao cấp. Màn hình là màn hình tấm nền IPS LCD thôi nhá, chứ không phải là AMOLED. Thế nên là tí chờ chút mình sẽ khởi động lên xem như nào. Bây giờ mình chỉ chọc sự cái khay thẻ nhớ ra xem có phải thẻ nhớ nhá. Thì chiếc máy này có bộ nhớ trong là 64GB hoặc 128GB, chúng ta có thể mở rộng thẻ nhớ thêm. Đó, chúng ta có lắp thêm thẻ nhớ. Đây đúng không? Thẻ nhớ các bạn này. Thẻ nhớ thì chúng ta chỉ để chứa ảnh với lại cả video thôi, chứ chúng ta sẽ không cài được game vào nha. Chúng ta sẽ không cài được game vào. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng chờ khởi động nhé. Đây các bạn nhá. Đó, màn hình của nó này. Vì màn hình rất là mỏng luôn, với mức giá mà tầm hơn 4 triệu thì mình thấy nó rất là đẹp, nói chung là đẹp. Tần số quét màn hình là 90Hz, màn hình IPS LCD nhá. Chiếc máy này thì hiện tại bây giờ chưa có Google Play đâu, nhưng mà nó có ROM rồi. Thế nên là các bạn mua thì dùng một tuần là mình sẽ cài được ROM cho các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, cái hiển thị của nó cũng khá ổn đấy. Với mức giá 4 triệu thì không phải chê cái gì cả đâu, đúng không? Rất là ngon. Đó, và cái độ mượt mà của nó cũng khá là ổn đấy. Các bạn cần mua chiếc máy này thì các bạn có thể comment dưới video này nhé, hoặc là các bạn có thể vào website msb.vn đặt hàng, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tại 170 Lạch Tray để trải nghiệm nhá.